Trong gần 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt 171,3 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi năm thu được 57,1 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17% so với bình quân giai đoạn 2016-2020. Với hiệu quả của việc thu hút huy động các nguồn lực đầu tư một số công trình dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 3 năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai 11 dự án công trình giao thông cấp tỉnh quản lý với tổng mức đầu tư gần 7,4 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, các dự án hạ tầng xã hội quy mô lớn trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan đang được tập trung triển khai.